Tiếng trống, tiếng nhạc đám ma. Nhà bên cạnh có đám ma. Lão già bị xe hơi cán chết. Xe hơi có ba bốn con mắt mà nó không thấy đường cán. Nó đi cán chết ông già. Sao không cán chết thằng này? Cán chết mẹ nó đi. Ngu, ngu. Nhưng mà công nhận đám ma là nó vui vẻ thiệt. Vì nó có trống, có kèn, có sự ồn ào. Còn cái căn nhà này sao nó cô liêu quá, quạnh quẹ quá. Ánh sáng, ánh sáng của chú em mày bây giờ là dư. Dư, dù mày có sáng gấp cả trăm ngàn lần đi nữa, cũng không soi sáng được cái âm mưu đen tối trong cái căn nhà này. Làm sao mày soi được vàng thau lẫn lộn, ngọc đá lập lờ? Làm sao mày soi sáng được trái tim tao? Dư, tao nói mày dư chỗ đó, biết không con? Ở đời con người ta có kẻ đứng trên lầu cao tráng lệ, cũng có đứa đứng cột đèn, đứa đứng gốc cây, thậm chí đứng trong khám chí hòa. Nhưng dù sao nó cũng có chỗ đứng. Còn cuộc đời của thằng An này nè, nó không có chỗ đứng, không chỗ đi, cũng không có chỗ nằm, thậm chí không có chỗ để trái tim. Thì chết mẹ đi chứ sống làm chi? Gì đây? Cầu thang. Cầu thang nhiều bậc, mỗi bậc nó chồng chồng lên cao. Còn cuộc đời của thằng An này quá đã, sung sướng quá. Bữa nay mình gọi đúng tên mình là thằng An. Đã quá. Còn cuộc đời của thằng An này, từ trên cao nó tuột, tuột mẹ xuống dưới này. Khóc, đau khổ mà còn thốt được ra tiếng khóc. Còn cuộc đời của thằng An này, nó muốn khóc mà nó không khóc được. Nó mà khóc được thì cả thế gian này phải ngập lụt vì nước mắt của nó. Dẹp, dẹp đi mấy cha. Buồn như vậy chưa đủ hay sao mà mấy cha cứ lẳng tẳng lằng tăng hoài. Dẹp. Nghe nè mấy cha, nhạc lòng đó, nhạc không dây không phím, nhưng mỗi khi nó trỗi lên là buồn thấy mụ nội luôn. Trời ơi, lại sai nữa rồi. Ai, ai nói tôi sai? Ừ, mà tôi sai cũng được. Mà vì sao cô biết tôi sai không? Vì tôi không được say đắm, cho nên tôi mới sai xưa. Tôi sai xưa vì tôi không được say đắm. Sai gì cũng được, để em ra mặt cho anh. Tùy, lao hay không là quyền của cô, còn cho lao hay không á là quyền của tôi. Bữa nào anh cũng đi uống rượu hết trơn à? Anh có biết giờ này là mấy giờ rồi không anh Hạnh? Hạnh, Hạnh, Hạnh hoài. Ở đời, cái này nó giết chết cái kia, cái kia nó hủy diệt cái nọ. Chiếc khăn bàn tay lau mặt cho tôi, ôi nó hạnh phúc quá. Nhưng cái tiếng Hạnh nó đã hủy diệt tất cả rồi. Cô có biết không, cô yêu nó lắm phải không? Phải, bởi vì tôi đã yêu, yêu buồn nhiệt say mê.
nghèo hiền hậu dễ thương, đã chung sống với tôi trọn thời thơ ấu. Đến bây giờ đã thành bạn trăm năm mà tôi vẫn còn yêu. Ôi lời nói như ru như đưa tôi vào mộng, tôi đắm chìm trong cõi u mê, lao thân như con thiếu thanh khờ dại. Chợt hiểu ra thì ngỡ ngàng cay đắng, lừa dối nhau như lừa dối chính bản thân mình. Anh Hạnh, cô im đi. Tôi giết cô bây giờ. Cô định hành hạ tôi đến bao giờ? Ở với thằng này mà nhắc tới thằng kia. Anh Hạnh ơi, lang dần yêu anh tha thiết trọn đời, luôn chờ đợi mối mòn. Cái gì? Ăn xin nào? Ai ăn xin? Khốn nạn! Quên! Ngu! Lan! Không! Lan ơi! Tôi quỳ xuống đây để cho em cứ thẳng tay mà trừng tri. Chỉ vì một chút hờn ghén mà bàn tay này đã xúc phạm đến Lan. Vì tôi là một thằng ngu đã nhận lầm giấy diện, nên vở kịch trơ trêu chưa hạ màn kết thúc mà sắp đuối sức khang hơi. Trời ơi, tôi muốn tháo cởi si mi tìm đường lẩn trốn để không còn một ai nhớ đến tên mình. Phải, vì chính tôi đã khai từ tôi rồi. Có điều gì u ẩn đang chất chứa trong lòng anh? Khi tỉnh thì sai, còn lúc sai lại quá ra tình. Trời ơi, hạnh phúc gì đâu khi được tạo bằng giá dối, thấy sát cần kề nhau mà xa cách. Không, tôi không phải là Hạnh của cô. Cô nghe rõ chưa? Cô nghe rõ chưa? Như vậy anh là ai? Anh là ai? Tôi là ai? Không cần gì cô biết tới, nhưng tôi chỉ xin cô giới thiệu cho dùm. Tôi không phải là Hạnh của cô. Cô nghe rõ chưa? Bịp bợm dối trá lọc lừa như thế đã đủ lắm rồi. Tôi không còn đủ can đảm đóng tiếp vai tuồng của một thằng kiến nghề cho thế thân xa. Tôi cũng không biết yêu cô mà chỉ si mê cô qua cái nhan sắc ở bên ngoài. Còn cô đáng thương hay đáng ghét? Cô là nạn nhân hay là thảm họa của tôi? Hết rồi Lan ơi, xin đừng dày dò tôi chi nữa, hãy để tôi gọi đúng tên mình bằng hai tiếng An ơi. Hả? Anh là An à? Phải. Tôi là An, một thằng An ngu si khờ dại, mới vừa chập chững bước vào đời đã bị ba cô khoác lên mình một cái tên Hạnh để làm vật thế thân. Mừng ngày cô sáng mắt. Trời ơi, ba! Thì còn anh Hạnh của tôi đâu? Anh Hạnh của tôi đâu? Hạnh hoài.
Thằng Hạnh què bị ruồng rẫy đuổi đi, còn thằng Hạnh không què, cột chân giữ lại, bắt nó phải què. Ai, ai khổ hơn ai? Ai khổ hơn ai? Trời ơi, anh Hạnh, anh Hạnh ơi. Nên Lan, Lan khóc cho ai? Lan khóc cho thằng Hạnh què bị ruồng rẫy đuổi đi, hay khóc cho thằng Hạnh không què, bị cột chân giữ lại bắt nó phải què? Hết rồi Lan ơi, hết rồi Lan ơi, hết rồi, hết rồi. Trời ơi,